rất là huyền, rất là hiền, rất là dễ thương. Tại vì mấy con này được làm từ những cái gốc còng, gốc tràm mà người ta đã bỏ đi, ông nhặt về và tạo ra những cái tác phẩm. Và tác phẩm này đẹp như thế nào, mọi người cùng bước sang miền Tây, len lỏi vào giữa rừng tràm để tìm hiểu câu chuyện. Tư duy của mình ha cậu? Tư duy, dạ. Ở trên trán mình cũng như là nội bộ, muốn con gì nó nằm đây một đống nè. Dạ. Bây giờ muốn nói rồng, ở khi nó gốc cây lại thì hai ba ông liệu mới đuổi. Wow, kỳ diệu quá. Nó ra một rồng. Dạ. Đẹp đẹp nha cả nhà. Người ta bữa cũ người ta không nổi, bữa cũ mà cũng không nổi nữa. Người ta biết cho chứ gì. Bầy khỉ gần tràm ha. À, gần tràm. Gần tràm là khỉ nhiều lắm á. Con này là con chúa hả? Anh nhúc nhích luôn nè. Cái thiệt hoài là chỗ đó đó. Cái đó là mình chế cho nó biết chứ. Dạ. Sao con thấy ở dưới giống cái mai rùa thiệt vậy? Cái mù mà người ta ăn thịt người ta bỏ. Cái này là thật luôn. Đây là chai rượu đế nè. Con cá nè. Hai ông cầm ly mời. Vô nè. 2, 3 vô đó. Đâu tại vì ông Năm sống lâu ngày trong rừng tràm nên thành ra không có biết ở ngoài thế giới ngoài, tách biệt rồi. Cái đường xe không đó mình nhà không ông gặp sống động gian thiệt luôn. Đây là trời ơi, rồi mà chưa được cũng nhiều con lắm. Đây là cặn cặn của ông Năm đang gắn bò theo nhà mày ơi, gắn máy gầm ông Năm đó, bỏ gắn máy gầm bộ ông nhà chơi. Đây tên cứ gốc cu nằm không mà không mét thì gọt nó đúng. Quá đẹp vậy. Đây con này thằng lằn hả? Dạ thằng lằn đen, thằng lằn ô. Thằng lằn ô màu đen gọi là thằng lằn ô. Mà lỡ người ta tới đông mấy trăm người rồi làm kịp không Năm? Làm cái gì? Làm mấy cái con này nè. Ta tới một lúc á. Ta xếp hàng từ đây ra tới ngoài đường luôn rồi. Có nhiều lấy nhiều. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì bước chân miền Tây đang đứng ở khu vực này là giữa rừng tràm thuộc địa phận tỉnh An Giang. Thì ở đây là ở đâu? Và nội dung của video đặc biệt này như thế nào thì bước chân miền Tây sẽ nhanh cho cô chú anh chị xem một kiệt tác của một kỳ nhân sống giữa rừng tràm. Mọi người cùng xem. Nhắc đến vùng Tất Sơn Bảy Núi An Giang, chúng ta không thể nào không nghĩ ngay đến những cái câu chuyện tâm linh huyền bí, đặc biệt là những câu chuyện nói về gắn hổ mây khổng lồ. Bên cạnh đó có các vị chân tu, những vị cư sĩ ẩn tu. Đó là một điều phải nói là một dấu chấm hỏi lớn, khiến cho rất là nhiều từ bao thế hệ ai cũng thích thú về Bảy Núi An Giang để nghe những cái câu chuyện tâm linh huyền thoại này. Và hôm nay bước chân miền Tây có mặt tại giữa cánh rừng tràm để tìm gặp một cụ ông. Năm nay ông đã 80 tuổi. Ông không phải là một cao nhân, cũng không phải là một vị cư sĩ ẩn tu, mà ông là một người rất là bình thường. Từ nhỏ đến lớn, ông sinh sống giữa cánh rừng, ông sống giữa muôn thú, chim muông, những động vật hoang dã của cánh rừng. Thì những cái điều đó đã làm nên cái video ngày hôm nay. Đó chính là tài năng đặc biệt, một vị kỳ nhân có thể tạo ra chim muông, muôn thú và sống chan hòa với những loài động vật này ở trong một cái mái nhà. Những con này rất là huyền, rất là hiền, rất là dễ thương. Tại vì mấy con này được làm từ những cái gốc còng, gốc tràm mà người ta đã bỏ đi, ông nhặt về và tạo ra những cái tác phẩm. Và tác phẩm này đẹp như thế nào, mọi người cùng bước chân miền Tây len lỏi vào giữa rừng tràm để tìm hiểu câu chuyện. Đừng quên cho bước chân miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận và chia sẻ clip nha. Đây là phía trước cửa nhà của ông Năm, mình thấy có mấy cây gốc. Mấy gốc này là mấy gốc còng hả ông Năm? Dạ, gốc còng. Gốc còng mày, mấy cái gốc này là mình mua lại hay sao ông Năm? Dạ, mà vậy là mình đi lụm hả ông Năm? À, thì có gốc ông Năm đi nhặt, cũng như là ông Năm xin người ta không sử dụng nữa, bên từ thiện người ta cho nữa. Và ông tạo ra từ những cái tác phẩm đây, ngôi nhà của ông Năm. Đi vào với một cái thiết kế quen thuộc của người miền Tây sống quen rừng tràm á.
là đi nhà sàn ha, ở dưới nhà sàn này có mấy anh em đang chiêm ngưỡng tác phẩm của ông Năm. Rồi, con chào ông Năm nha. Em sẽ dạ. quay sẵn cảnh cho cả nhà xem. Dạ chào cụ Năm. Dạ hôm nay rất vui được quay những tác phẩm của cụ Năm. Dạ. Này là mình đang làm gì ha ông Năm? Dạ đang làm đang sơn phết nó đó mà. Đánh BU lên ha. Dạ. Dạ. Thì cũng mình cũng kiếm tiền trà lá thuốc men hút mình vậy thôi. Dạ. Cái này là người ta đặt mình hay sao ông Năm? Giờ có gì đâu, không có đặt, tự nhiên mình ra bán. Dạ. Cô bác anh em nào mà thấy dù dụng con gì đó, người ta mua. À cũng có người ta đặt vậy, cũng có mình vậy. Có nghĩa là ông Năm làm sẵn rồi khách tới thích con nào thì mua lại con đó. À, cũng không có rau truyền gì mà cũng không để bán để hiểu gì hết. Dạ. Ai biết thì xài thì lại mua, xài còn không mua thôi chứ không có. Dạ, cái này là tác phẩm này gọi là gì ông Năm? Cái này là cái bầy khỉ. Bầy khỉ rừng tràm ha. À, rừng tràm. Rừng tràm là khỉ nhiều lắm á. À, nó phá cây cối người ta. Con này là con chúa hả? Con này ông Năm. Con này mẹ nó. Con đầu đàn. Con nó mới đẻ đây. Dạ. Còn mấy này lớn tuổi rồi. Đây là những cái con vật này rất là quen thuộc cái dùng rừng tràm của mình luôn á. Ở miền Bảy Núi này. Dạ. Con này là con ngựa nè. Đây cũng ghé hỏi đầy đủ đây rồi chụp hình. Theo như cái con này, cụ bán khoảng với giá bao nhiêu cụ Năm? Cái này hả? Dạ. À, cặp vậy giờ cái băng cái này nguyên cái này bầy khỉ này. Dạ. Không có 1 triệu bạc. Dạ 1 triệu hả? À, là một cặp hay là một ông? Hết trơn cái bàn này bưng đi luôn gì à? Là nguyên cái bàn là nguyên cái bộ này là 1 triệu. Dạ. Còn cái con đó của mấy ông cũng để là tính bưng mà có 3 triệu bạc. Để con này là 3 triệu, này là tác phẩm là có tên không Năm? Có thấy hình như là đại bàng bắt ở dưới là gì? Rắn hổ hay gì á? Tên gì cô Năm? Bắt hổ mây. À đây, hổ mây dùng Thất Sơn Bảy Núi nổi tiếng nha quý vị. Mãng xà. Mãng xà bị rồi đây là bị ông điêu bắt rồi. Qua đây nó sáng hơn nè, đẹp vậy. Nói nè. Đây một chú đại bàng khổng lồ. À. Bắt được một hồi xưa dùng bãi núi của mình là có nhiều đại bàng không Năm? Có. Dạ, chứ đúng. Bây giờ con thấy ít lắm. Không có đâu, bây giờ đâu có. Dạ. Rồng phụng gì mà không có, mà trời thâu gì trên hết rồi. Dạ, con thì chưa thấy nữa. Của mấy ổng mà. Con thì nghe kể là ông gắn hũ mây này kia nọ thôi, còn đại bàng thì ít lắm. Dạ, không thấy đâu. Dạ, mà có hay ông Năm? Có, ngoài dạ. Biển còn, mấy biển cái mấy cái đảo còn. Dạ. Dùng bãi núi mình hết đây rồi. Ai đi ra ngoài dọn đâu. Này tác phẩm gọi tên là gì ông Năm? À, cái này là đại bàng tha là mãng xà. Ờ, đại bàng tha mãng xà. Bộ này là 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Biên giấy trên mà mạng rồi kìa, mà bây giờ tôi không có biết chỗ đưa thì đi. À, có người đặt gọi ha. Đặt dạ. Rồi, bây giờ tôi không biết từ đó đây, là ông Năm thế nào bán được hết. Dạ. Biểu tôi ôm cái này đem ra mà cái gì? Cái gì ở cái bưu điện. Đem cái bưu điện giao ha. Ở trên thành phố xuống bưng cái này tôi trồng tiền bưng mà dạ. Tôi không biết bưu điện đâu. Dạ. Ra bưu điện ngoài Chi Tôn phải không Năm? À không biết là dạ. Châu Đốc này núi Sam dạ, gì dạ. Đó cũng có nữa. Dạ. Đây là mấy cái dụng cụ mà ông Năm làm thành tác phẩm nghệ thuật của mình. Đây mình ở đây từ đó giờ luôn hả cụ Năm? Dạ có ở đây. Dạ. Cái này là gọi là cái gì ta? Ở đây mà nói dùng bẫy núi thì hồi xưa gì? Là theo gõ như chim tiêu nè. À, gõ vô mấy cái con nào ở ngoài mấy đời cái thật to không? Này đúng không? Có thấy con nào ở ngoài đời thật to không? Không thấy đâu. Không thấy. Rồi nhỏ tới lớn năm nay là 80 rồi. Dạ. Dạ cụ 80 tuổi ha. 80. Hồ năm chưa thấy cái con đó. Dạ. Cái con nhỏ thì thấy. Dạ. Con mà đầu gối rồi mất dế rồi trở lại. Hổ mây hả ông Năm? Bất cứ con gì cũng ở miền mấy núi này. Cọp rồi cũng thấy nhỏ nhỏ cho con khỉ rồi. Không thấy con gì hết. Thấy cọp luôn ha. Con này là gọi là con gì ông Năm? Hả? Cho con mượn hả? Con này con quy. Quy này được bằng làm bằng gỗ gì không Năm? Ủ nặng dữ ta. Ừ, nặng chứ vậy. Mấy ký. Ủ quá nặng rồi. Nó miên chất không à. Gỗ gì không Năm? Hả? Gỗ gì? Nó là tràm bông vàng. Tràm bông vàng. Tràm bông vàng. Hai là còng. Còng. Ở đây không có lại cây. Vậy là mấy cái này là thân thân quen của gừng tràm. Ủ nặng dữ lắm chứ bộ. Con này là bán nhiêu không Năm? Con này là có giá không? Con chắc cũng cỡ 800 700 nữa. Dạ, con này chưa đánh BU lên luôn ha. Ồ, nặng quá. Ồ, mạnh chứ rồi. Học vừa cử động luôn nè. Wow ơi, cái này mình gọi là gùa hả ông Năm?
Nè cái, nhúc nhích luôn nè. Cái thiệt hoài là chỗ đó đó. Cái đó là mình chế cho nó biết chơi. Dạ dạ. Bắt đầu thì chơi. Hay quá. Đây là kẹt tác của đây, cụ Năm nè. Cho con mượn nha ông Năm. Sao con thấy ở dưới giống cái mai rùa thiệt vậy? Cái mù mà ta ăn thịt ta bỏ. Làm cái này là thật luôn. Thật luôn. Còn phía trên này là thật luôn. Mua thật luôn hả? Cái này là chỉ tay chân là gỗ. Là ông Năm làm. Cái này là cũng như là ông thiết kế ra cái này là giả. Vậy dạ. Còn cái mù với cái mai là thật. Đầu cũng là giả luôn. Dạ. Nói chung là các chi thì bằng gỗ, còn lại cái mai thì là rùa thật nha. Ông nhặt lại ông làm dễ cưng chưa? Nhất là cái đầu nè. Nhúc nhích nè. Dễ thương nha. Quả là kiệt tác luôn á. Tôi mần mấy chục rồi nó lông cho nó xuống chở đi hết. Dạ, con này nhiêu ông Năm? Con bự nữa hả? Trời ơi, mần dạ. Không nổi nữa mà. Cho con hỏi về cái này ông Năm làm cái này là bao nhiêu năm rồi ông Năm? Hả? Ông Năm làm cái công việc này nè. Khoảng 25 năm. 25 năm. Là lúc đó là ông Năm khoảng gần 60 tuổi, 50 mấy tuổi. Lúc đó là cơ duyên nào mà ông Năm làm mấy cái con vật này ông Năm? Có ai dạy nghề gì không? Cái này là không ai dạy được. Cái đầu óc, cái tương đương của mình mà chỉ thấy là làm thôi. Dạ. Yeah. Mình đi ra đường mà thấy con rắn bò ngang là phải về đàm y con rắn chứ không ai dạy được. Không thế nào. Bởi vì búa kệ đập chơi mình bữa mà đúng không á? Bữa trịch cái đi chụm luôn. Đúng rồi, đi, đồng dạ. Đồng yêu cầu sai một chút xíu thôi là hư cái tác phẩm liền. Bởi vì cái thế gian người ta học thì thầy bà học thợ mai. Yeah. Nó thước tắt đường ta đo người ta cắt. Dạ. Yeah. Đó. Này nọ người ta chỉ được. Còn hớt tóc rồi như mấy cái đồ này thôi đâu chỉ. Cái này là cầm do tư duy của mình ha cậu? Tư duy. Yeah. Ở trên trán mình cũng như là nội bộ muốn con gì nó nằm đây một đống nè. Dạ. Bây giờ muốn nói rồng ở khi nó gốc cây lại khi 2-3 ông liền đuổi nó mầm tương rồng lại nó ra con rồng. Dạ. Chứ không thôi. Có nghĩa là ông Năm nghĩ ra trong đầu của mình như thế nào thì là khắc cái tay khắc ra như vậy. Đúng vậy chứ không. Lúc còn nhỏ ông Năm có hay làm mấy cái này không? Hồi còn nhỏ lúc khoảng 13-14 tuổi đi học thì móc đất cái xét đi xong. Dạ. Nắng con này con kia rồi mình thấy không ổn rồi mình nắng thì đất đem ra mưa thì để lâu cũng chảy rã đất nữa. Dạ. Rồi rớt con bể nữa, rớt con bể gãy tay gãy giò nữa. Dạ. Còn bây giờ mình tính đẻo bằng cây thì nó thiên thu rồi đó hả? Dạ. Ở nhà trường mới lớp 3. Xin thu quê hồi đó đó. Dạ. Lớp 3 trường làng mình. Lớp 3 mà hồi sửa hồi xưa đó ha. Mà trường mà dòm trên trời thấy ông trời với lá mà không thì mua lộn nữa. Dạ. Nhưng mà đi học bằng cái quần xà lõn suốt đời chứ không bao giờ có cái quần dài. Đúng rồi, hồi xưa đi học bằng tà lõn không à? 100 mấy chục người học trò không ai có được đôi dép mang lộ đất không có một. Yeah. Phải chịu chết thôi. Nhưng mà cái tài năng của ông Năm là tạo ra không có thua gì những nghệ nhân. Thật sự rất là đẹp, rất là có hồn. Dạ. Ta để đặng bản người ta nói là đi nhà điêu khắc. Dạ, đúng rồi. Máy móc ta rầm không nổ chạy mịt nên ta làm nhấp nháy. Dạ. Còn mình nó đục đẽo là trạch từng mới đầu cũng có. Trần nhá người ta làm từng lấy 2-3 con. Máy chạy mà. Có đốt mở nó chịu máy. Cái căn nhà này là mình ở hồi xưa tới giờ luôn hả ông Năm? À, cái nhà này cũng cũ lâu rồi rồi cái mà cất không nổi đó rồi tình thiện tôi nghèo. Dạ. Vậy là cha con á là không ai biết chạy không đa mà người ta cho cũng không lấy luôn. Dạ. Chỉ là còn nhỏ tới lớn tới giờ là ông Năm ở trong rừng tràm. Ba Sơn luôn. Dạ. Sơn hết đây. Dạ em chào anh nha. Anh chào. Rồi đây là con. Là con trai của cụ Năm hả cậu? Con trai là. Dạ. Dạ. Không có vợ con hôm nay gần 50 tuổi. Chú gần 50 tuổi chưa có gia đình. Dạ. Cái này gỡ được hả? Mẹ nó mất bỏ rồi. Dạ. Cái đó mình để mình dỡ lên dưới xuống mình cử động khi chỗ chặt chậu mình dỡ lên. Dạ. Thì mình dồn vô trong giỏ sách vậy đó mình xách đi. Cái này mình gọi là tác phẩm gì ta? Wow. Nhờ chú đem lên đây nè, chú đem này. Để dạ, đây cho con đi, con có nhiều đem ra cho con xem luôn. Đây là con này là con cá quá lòng hả cậu? Ôi con này dễ thương quá vậy. Dạ, cá này cá gì? Cá trôi rồi. Cá trôi nha. Rồi. Con cá này là cá trôi. Đây là cá trôi. Này là con ếch hay con nhái ông Năm? Con cóc. Con này con cóc hả ông Năm? Hình như là con thấy nhỏ lớn nè. À, con này cóc luôn con à. Con này cũng cóc luôn không Năm? Ôi nhìn có hồn quá ha, cặp mắt ha. Đặc biệt là cái bụng nè. Cặp mắt được làm bằng gỗ luôn hả ông Năm? Người ta biết mần cái bụng bự nữa đó đi ăn con bự. Con thấy giống con ở đường gì. Hình như là ông Năm thích làm mấy con cóc hay sao, con thấy nhiều cóc quá vậy ông Năm? Wow. Phải không? Con này nhìn cái thằng sắt mới ghê nè. Có hồn lắm nè. Con này là
con này có bụng bự nhất nè. Ờ, con này mới đẹp nhất nè. Ủa, nặng quá. Cái này được làm bằng gỗ gì không Năm? À, chàm với còng. Wow, đây một cái chú cóc nhìn nguyên ngang luôn đó nè. Từ từ nhìn một con cóc quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Cái này mình là cá chép không, cá gì nè, không phải cá chép, là cá gì không Năm? Cái này coi như là mình đưa ở đây là con cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ, cá chấm cỏ, con cá chấm cỏ, cá chấm cỏ mà không phải con cá quá rồng nữa. Dạ, cá quá rồng khác liền rồi đấy, cá quá rồng còn này ấn tượng nè. Còn đây là một chú voi. Quá đẹp rồi. Quá là tuyệt tác luôn. Không. Nè. Cá quá lông. Ông Năm dở con cá quá lông lên đi con coi nào. Đây. Khác chứ nó không có giống ai. Dạ, dạ. Bởi vì nó sắp sửa thành con rồng. Dạ. Dạ. Nặng dữ ta. Còn cá mà cái mình cá hóa lông. Có nghĩa là đang trong giai đoạn là hóa rồng. Nửa cá, nửa rồng. Phần đầu đã thành rồng rồi nè. Đó. Mình thì vẫn còn là cá chép. Chắc là đang vượt vượt vũ môn phải không Năm? Vượt vũ môn để quá gồng nè, mọc giò nè. À, con này là chưa có sơn. Cái con này là giá bao nhiêu hay không Năm? À, nãy qua đây, trên mạng biểu để 1 triệu. 1 triệu dạ. Đây cầm. Tôi nói dạ. Để cô nói cô bán cơm gì đâu với chân hoài gì để lận. Dạ. Đúng là quá quá xuất sắc luôn cả nhà. Biên số điện thoại này kia, cô nói bây giờ con cá nhà ông định nhiêu. Tôi nói giờ cô muốn chơi để mà kỷ niệm, tôi để cô 800 ngàn. Dạ. Cô nói thôi giờ tôi cho ông trừ. Dạ. Chẳng. Nhưng mà shipper nó lên tiền xuống là ông giờ con cá tôi buông, nó buông chơi về cho tôi. Là dạ. Phải mang cái này đem về tới cái bà cái gì nãy đó, bưu điện. Bưu điện mà bưu điện đâu tôi đâu biết. Dạ. Đâu mà bưu điện người tỉnh đâu biết. Tại vì ông Năm sống lâu ngày trong rừng tràm nên thành ra không có biết ở ngoài thế giới ngoài, không biết ở bên ngoài. Rồi cái đường xe không đá mình nhà không ai biết, không biết chạy xe luôn, sống giữa gần luôn, không ai biết chạy không đá cho mình ra đây sống giữa gần. Đâu phải mà không đá mà đâu kêu mà người ta chở đâu, thử đi là thình lình đâu biết đâu. Dạ. Giờ cô bác nào lại thấy gì mua rồi. Giờ ai biết địa chỉ thì cứ ở đây hết là mua cho dễ. Vậy là cái này ban nhạc đang hát nè. Cái này gọi tên tác phẩm là gì không Năm? Đó là ban nhạc nghệ. Ban nhạc nghệ. Đàn ca tài tử ha. Tài tử ban nhạc nghệ. Nè. Ồ, cái đàn có đàn hầu nữa nè, nghe ghê không? Cái thằng này đó là em ruột. Em ruột của người thứ 7 chết qua đời. Wow. Cái thằng em thứ út qua đời cửa hàng Châu Đốc. Ông này đàn cửa hàng Lâm Xuyên, hai ông đồng thời chết. Vậy là tác phẩm này là những người gia đình của cụ Năm. Cụ Năm để làm cái này là con cháu đứng ca. Dạ. Đó. Cũng như tác phẩm này là đi vào gia đình của cụ Năm luôn. À, đúng. Vậy là mấy anh em của ông Năm là đều có máu văn nghệ hết. Văn nghệ trên chỉ có mình tôi là không văn nghệ thôi. Nhưng mà bù lại ông Năm thì có là trời phú cho cái năng khiếu là làm là tác không? Phẩm này. À, dạ. Mấy anh kia lo đàn ca chứ. Đàn ca tài tử không à? Mỗi người ta biết nghề chứ mà. Dạ. Ai biết nghề gì làm. Dạ. Cái về năng khiếu. Ông này hai cái lo nè. Thân cá hai cái thùng bát. Coi để là coi mà coi lâu quá rồi coi nó đóng rồi trừ. Dạ. Phết, đó, phết cái này rồi. Chắc con không, giờ, không? Chắc con nghĩ là cái này rồi. Chắc không bán rồi đúng không Năm? Bà tôi cái này con nói cháu tôi nó kêu tôi bằng cậu. Dạ. Yeah. Nó nói giờ cậu mần rồi, giờ mấy cậu thì mất rồi qua đời thôi cậu làm như là cái băng đệ tử tôi kỷ niệm tôi thấy cậu à. Yeah. Mần đi rồi tôi lên lấy quốc luôn bỏ mấy năm nay rồi ai mua tao đưa khi nào mày về tao mày khác nhậu nữa. Ủa, chưa nãy giờ chưa có để ý tới đây nè, chai rượu đế nè, con cá nè, hai ông cầm ly mời đây xây lại đi, hai giờ này hai ông này đang nhậu nè, có nghĩa là ai hát ai ca mình nhậu cùng ly nè, vô là mình vô nè, 2 3 vô đó này, đậm chất cái miền Tây, hình ảnh người miền Tây của mình luôn á. Đúng rồi. Thôi mình cái này thì chắc kỷ niệm mà không bán à. Mình đi vào bên trong của dạ. Dạ. Vào bên khám phá bên trong căn nhà của ông Năm coi. Coi có giờ kho báu gì trong đây không ông Năm.
căn nhà sống giữa rừng tràm, tách biệt với kiểu như là ở bên ngoài. Thành ra cái chuyện mà gửi hàng đi bưu điện ông Năm cũng không biết nữa. Con của ông Năm cũng không biết chạy xe máy. Con đó là chỉ trên đi trên sẹt cho nó chỉ đạp á. Cái chú của chú người Bắc. Ôi con gì, gì có gì có rắn rồi xa. Cầm ra cho em coi được không? Là cái ông Bắc cái ông đặt nè, ông đặt đi rồi đưa đi rồi ông lấy về nấy. Thấy không? Thấy không? Thấy được rồi. Nè ha, vô tôi vô trong nhà ông Năm tôi phát hiện nữa nè, ông dài nè. Ôi. Dạ. Nè cái này cũng chị đặt cái dán số luôn nè, tiền. Dạ. Cái này là hổ đất. Cái này là hổ đất. Đâu anh dở lên em coi. Ồ. Không. Này là hổ đất. Hết hổ gì sao giống dữ vậy? Đen thui lùi luôn nè. Còn muốn để nó nằm thì ông ba lấy cái đế cho nó nằm cho anh quay. Này đúng là kiệt tác luôn cả nhà. Đâu, chú cầm ngang đi, chú cầm ngang đi. Còn mình không có cái đế mình để thì nó lạ. Nè, đây nè, mới giống thiệt. Nó bị chá sáng rồi, cho nó ngang vậy nè. Đó. Rồi, cầm đi chú, cầm ngang đi chú. Đó. Giặc sống động gian thiệt luôn. Đây là hổ này rắc ra đây nè, gắn hổ. Ơi. Giữ dằn cho. Mình ra ngoài cho nó sáng. Đúng là mấy cái này là dùng bảy núi á. Không may. Đây nè, nhìn cái răng nè, cái đồng. Thấy ghê không? Ơi, công nhận cái sóng da nhìn có cảm giác xây sợ luôn. Chỉ là cặp mắt là có hồn dữ lắm nha. Rồi. Thôi ra ngoài đây với dạ, sáng giờ làm được con gì rồi ông Năm? Sáng giờ ông Năm đang làm con gì rồi mấy con vô? Lần ngầm lên có không biết con gì không được. Con gì lên đó. chưa có đầu con gì hết. Dạ. Dạ, có bà con với ông Năm không cô? À, con gái của ông Năm, kế bên luôn. Gái thứ ba, con em nhà. Dạ, thấy ông Năm làm tác phẩm đẹp quá ha chị. Dạ. Có qua tiếp ông Năm được gì không? Dạ, cũng trả con qua lại. Dạ, cái này chắc cũng khó tiếp ha, rồi đâu biết làm đâu. Ở đây thì dạ đúng rồi, cái này là nghệ thuật mà khó tới tiếp cái kiểu như mà sai giặt thôi chứ. Dạ, chứ đâu có đục đẽo gì tiếp được. Đó, em trong nhà kêu mà em còn chưa làm được đó. Dạ. Không có truyền nổi được cái nghề này ha. Dạ. Cái này nghề này nghệ thuật mà nghề năng khiếu. Đây ở đây chỉ có hai căn nhà duy nhất. Nhà của ông Năm với đây là con gái của ông Năm. Dạ. Sống giữa rừng tràm, bên kia là rừng tràm. Này là gắn hổ mây không Năm? Năm chuẩn bị làm tác phẩm gắn hổ mây. Được chưa rồi, mình chưa được, cũng nhiều con lắm. Đây là căn cảnh của Năm đang phòng nằm đang trong. Dưỡng lắm. Nhưng không có ngày cũng lật giặt vậy, già rồi mà cái gì. Cũng làm sống vậy thôi, trà lá gì, tiền bạc đâu có. Ở đây để ai anh em nào biết lại mua biết thôi, không có bán treo, không có tương phu gì hết. Biết có tốt không nên ta chê đậu quần ra. Mà em, người ta biểu đem về chợ bán, tụi nó đem ra ngoài, mang xấu đậu quần ra. Rồi, mắc cỡ cái gì, cái đó còn mắc cỡ lắm. Quá căng tay là vậy. Nói bà biểu đem ra chải để nó đi, ông gì mà mắc cỡ, nó không. Mẹ đậu quần. Giờ ai đâu muốn thì vô mua. Chứ giờ lỡ ra giờ mấy ông hút lên cho ông bán này. Tôi trị giá con này như mà bán được con cho 100 tại vì tôi không có lại đó mắc cỡ lắm. Tính cách của ông Năm là khiêm tốn không có nhận là những mình tạo những cái tác phẩm đẹp như thế này nên ai thích thì cứ đến đây mua chứ không có mang ra chợ bán. Là người miền Tây chân chắc thật thà là ở nơi đây nè các bạn. Có sao nói vậy người ơi. Không, khiêm tốn không có nhận cái tài của mình. Không
trong năm không có nhận cái tài của mình, khéo bận gì mà chơi chê gì cũng được, nên thành ra rất là ngại sợ người ta người khác chơi. Người giỏi nó có người giỏi hơn. Dạ đúng rồi, đó là tính cách khiêm tốn của ông Năm. Ông Năm rất là khiêm tốn nha. Dạ thôi bỏ câu đó đi ông Năm ơi. Dạ dạ dạ, không mà thực sự là tác phẩm của ông Năm rất là đẹp. Năm lên tự tin lên. Dạ. Dạ. Nãy giờ con rất là để ý cái phần mắt của mấy con thú này cũng làm được từ gỗ luôn hả ông Năm? Thì nó tất cả đều gỗ hết. Không có cái gì con mắt hả? Dạ. Thì nó cũng là nó cái gì rắn luôn. Sơn màu đen lên ha. Nó cái sơn không người ta còn không chịu rồi, ta không đồng ý, ta không mua. Dạ. Mà bây giờ đi đẻo khác lúc thấy... đây là ta không mua cái con này. À có nghĩa là mình gắn cái khác vào. Bụng mẹ con rắn đẻ ra sao để người ta mới chịu. Thì tất cả đều bằng gỗ. Nhưng mà rất là có hồn nha, những cái phần mắt của cái, con vật cái này. Cái tay mà nó gãy cái ngón này mà đẻo cái ngón khác đúc luôn mà ta không đồng ý. Chủ yếu là nguyên khói ha. 3 triệu người ta trả còn có 2 triệu bạc. Mất 1 triệu bạc gãy ngón tay. Cái ngón chân đó đó. Bụng khó lắm luôn dữ. Dạ. Gỗ băng sơ thì nó có hai cái màu này. Dạ dạ. Tụi con đang quay. Ông Năm cứ làm đi. Đây là căn cảnh hình ảnh của cô Năm làm những tác phẩm mà từ những cái vật liệu là bỏ phế này, là có thể nói là làm củi và những lọt về bàn tay khéo léo tài hoa của cô Năm trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp như cả nhà. Bữa củi người ta không nổi, bữa củi mà cũng không nổi nữa. Người ta mới cho chứ gì, cho trời ta bữa được dùng u nặng mà vậy nhà cho. À, mấy nghĩa là mấy cái gỗ mà nó u nặng là chặt hết được rồi. Vinh ra lâu trà cho mai nấu dịch chặt nhà người ta đâu chịu bữa gì được. Dạ. Sáng cái búa vô dính trong thằng ạ, suôn sẻ rồi bữa nó là đi được. Điển hình như cái này là thuộc dòng gu nặng nào phải không? Dạ, dạ trời ơi, nó nghìn ngang lắm. Dạ, mình nặng gu nặng, mấy chủng mấy u u nhìn nắng. Lỗi này nhìn là biết nó u nặng của cái cây này. Dạ, nó có đường. Bữa ta đâu chịu đâu. Mà bữa không ra. Dạ, cái búa vô là dính cái búa này liền. Dạ, chỉ có là đưa nguyên khúc vô nấu luôn. Chứ giờ đúng không Năm? Chứ giờ bữa không nổi đâu. Giờ củi này đó, ngoài kia còn chất đóng, ta cho. Thì mà dạ, người ta lợi sinh sao làm gì rồi cái rồi người ta cắt gì đó, người ta chụm thuốc nam cũng từ thiện mà. Rồi tôi lại đây người ta cho cũng từ thiện, người ta cho ngược lại cho cụ. Anh mấy ông này ông muốn gì lại đây nói cái tôi cắt đem chở tới nhà ông đó, đó đổ ông đóng đó. Thì cái đó là của từ thiện cho luôn, cho luôn hết. Rồi những người mà ta không có từ thiện mà ta hại cây xuống người gốc u ta bữa không được ta bỏ lăn 1-2 năm cho tôi còn không cho. Dạ. bán tôi bán lớn chút gì nữa mà. Dạ. Cái gì chứ mấy cái u nặng này làm là rất là tốt nha, nó bền lắm á. Dạ, nói gì nó bền cả trăm năm luôn. Cái này là lỗi nguyên khối luôn á. Bây giờ nó nói vậy mà chút xíu mà quánh cái này vô thì nó bóng liền chứ nó không. Dạ. Còn cái vụ này nữa mà tại nó vì lỗi mà gần nào nó nổi thôi gần đấy. Dạ. Hình nào ở trong cái cây này ra hình bảo đảm trăm năm chưa xi nhơi mấy gốc này. Dạ. Đảm bảo luôn. Dạ. Hơn có hơn, mình chỉ nói vậy trăm thôi. Tủ phê đời liên quan rồi thì cũng nói không ở đây cây. Dạ. Không lẽ đúng bạch đằng làm bạch đằng đâu được. Dạ. Để trong nhà cỡ nào cũng nứt hết trơn, mát gì cũng nứt ha, bị cái lại cây nó không xài. Nhưng đặc biệt còng là nó không nứt ha. Còng là một cái chậm vàng. Dạ. Nó gỗ hương sau đá. Dạ. Cái tay nó mới được độ vậy mình mần công mần gì được. Công mần gì mà mới có 2-3 năm giữ trời nứt bấy vậy thôi dục luôn mua chi nữa. Dạ. Thì cái con trong khi là cái con gì hả? À, con gà cũng mới mặn đây cũng chưa đậu. Ồ đẹp quá vậy, giống bộ con này gà trống không nè. Gà này gà gừng. Gà gừng luôn ha. Gà gừng. Thì ai muốn kêu gà gì đó kêu mà không kêu con chim mà gà mà họ chim ghi, đây chim ghi, chim ghi. À, gà mà họ lại đây nói chim thì cũng nghe lời. Ở đây là bìm bẹp nhiều lắm, có làm bìm bẹp không Nam? Có luôn ha. Có con bìm bẹp trắng đó. Có không? Trắng kìa. Trắng á. Đâu, lấy cây quay coi. Nãy tôi lấy rồi. Có đâu? Quay rồi. Vậy trong kia ha, gọi để đi lát lấy ra quay. Con chim bìm bẹp. À chim bìm bẹp. Gọi là chim gọi là Trung Quốc. Hai con bác là bán hết rồi. Rồi mấy con cắt kè mấy kỳ nhông luôn. Kỳ nhông cắt kè. Bảy kỳ nhông luôn. Dán vô tường rồi đó, dán vô tường nó không xách đi đâu được. Dạ. Dán vô cái tường để coi chơi, như là cái món đàn mình rước rồi lặng lặng thấy mối nó bò lại ăn nó mà. Coi chơi gì thứ gì đâu. Còn ông này bưng đi được. Những tháng ký như vậy. Cái độc bén kìa. Ừ, không bén thì mình không được, không lụt nó không được. Cây trên cái gốc u ngành không mà không bén thì gọt nó đúng. À,
mở bằng đầu cũng tập mà viết cũng giỏi vậy thôi, chứ không nghĩ là cũng mẹ chúng ra biết được, ai cũng vậy thôi. Ồ, cái này nó khéo cái chỗ này nè mấy cha. Cái này là cái lưng. Cái chỗ này khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Hai cái cánh này nữa bắt rọc cái này ra trổ. Hai cái cánh cho nó hỏng nha. Nó xếp ra mà không thấy cái dấu xếp ở trong này đâu được. Để thịt đâu được. Khó lắm. Cái này là cái khéo. Cái móng chưa có. Mới mặn mà. Cái này là nữa mắc làm móng luôn ha. Con gà thì phải móng giò đàng hoàng dễ gì. Từ cái nơi đứng dưới cái khoảng cách chống thì thấy khó. Chứ không phải để gì mà đâu được. Nó phải bằng cái lông của nó như thế nào. Phần này. Cái đầu nó lông làm sao rồi cái mình nó lông gì, con gà mình bắt ngày mình coi coi mình biết liền gì cái mầm nè cả nhà. Cũng chưa làm rồi đâu phải như vậy, nó mới cưa hạ xuống này này nó có cái này là cái mồng mình làm, ý mình muốn làm cái mồng bánh lái con gà, mình gà trống đá tôi cũng làm mồng bánh lái cũng có mà mồng dâu cũng có, cái mồng trái dâu đó. Mà trên trong này nó dân cưa nó nhọn chứ không phải làm trong luôn đó. Mới mặn mà thôi mà, chưa có đầu con gà mà. Đâu phải con gà mà vậy đâu mà con gà đâu. Theo như cái con gà như gì mà từ ngày bắt đầu mà cụ làm cho tới ngày hoàn thành là khoảng mất thời gian bao lâu cụ? Giỏi lắm, tuần lễ. Không, con này là một tuần lễ. Một tuần lễ, 7 ngày. Còn con gắn này làm khoảng bao lâu ông Năm? Thì cũng cái gắn đó cũng tuần lễ. Có con nào mà mình làm cái thời gian lâu hơn nữa không ông Năm? Hai quỷ bự đứng đó. Hai quỷ bự. Là đại bàng bắt cắn hổ mang là còn bao lâu ông Năm? Ông thấy cái hình của nó bao nhiêu dãy, bao nhiêu lông. Cái lông của nó tỉa ra bao nhiêu. Tháng không ông Năm? Cả nửa tháng. 20 ngày. Nửa tháng này. Vậy là hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng thôi. Dạ. Không có được. Tác phẩm này là cô Năm là tâm đắc nhất mà những thời gian mấy tháng lấy cái gì mà ăn đây. Dạ. Trong vòng nửa tháng rồi trở lại thôi chứ có từ quỷ ngày 3-4 bữa chứ không phải mà bằng gì biết nào ăn. Dạ. Người ta mặn ngoài đường, người ta mướn mặn ngày thì cũng chạy giờ phải đi 100 ngàn ngày gì đó. Uống 40 bữa mà bán 200-300 ngàn thì rồi cái tháng mà bán 200-300 thôi. Không được. Dạ. Đây cái con mà rất là quen thuộc của rừng tràm của mình, đó là mình gọi là con bìm bìm. Đây nè, con này bao nhiêu rồi chú? Con này cũng vài trăm nha. À, ô, con này vài trăm ngàn hả? Dạ. Con bìm bìm. Đây mình lấy nó nới người ta. Dạ, ô đẹp quá ha. Còn đây là cái khách hàng của ông kia, bây giờ đem cho anh coi luôn. Ô, cái này là có người mua rồi hả chú? Dạ. Cái này là con gắn mối đúng không? Dạ. Ôi đãi nè, nhìn rất là đẹp nè, đây là gắn mối nha. Đây là cái mà thằng Lăng Ô. Gắn mối nè. Này cái mà kỳ nhông, kỳ nhông. Có làm cái chăn để gắn lên vách tường ha. Dạ. Có cái đinh đó nó mới chọi. Ờ dạ, còn con này là con kỳ nhông mà kỳ nhông biển. À. Này là cũng là biển nữa là nhưng mà cái màu nó khác. Con này là cô của mình là ô núi. Quá đẹp vậy. Đây con này thằng lằn hả? Dạ thằng lằn đen, thằng lằn ô. Thằng lằn ô màu đen gọi là thằng lằn ô. Như nó là thường thằng lằn đeo trên nhà mình là màu nâu nâu. Dạ. Con đen thì hiếm nha. Con này là nơi núi. Con này là dùng bãi núi mình nè. Thằng lằn núi nha quý vị. Đó. Con này chắc bán nguyên bộ quá hả chú? Dạ bán hết trơn này cho ông luôn này, với cái con rắn là ổng 1 triệu. Rồi 4-5 con mà có 1 triệu bạc à. Dạ. Ông ham đó. Dạ. Rồi sau này cái ông mới nói thôi cái con này để cho ổng đi. Với con kia luôn á là ổng tính cho mình 1.9 triệu á. À, đúng rồi, quên lộn. Hôm qua ông tính hết trơn này nè, 4 con này. Cái con rắn là 1.9 triệu, là cái ông danh sẹt á. Còn con 1 triệu là cái con này là của cái chị kia. Dạ. Quên lộn. Nó ấn tượng chim. Chim bìm biệt. Bìm biệt ông ổng ăn cái gì ta? Nó ăn ốc. Ốc à? Vậy là ổng ổng. Vậy là mấy thằng lằn này an toàn rồi. Chim bìm biệt, nó đi vô rừng tràm là thấy nó lủi trong mấy cái tràm. Vậy xuống mấy sông. Nhóc hết trơn.
trời mát mát là quá hay, lẽ đẹp hay lắm. Ngay này mấy con này mấy đứa nhỏ nhỏ gặp thích lắm nè, giống như đồ chơi. Đẹp ha. Còn con rắn đen đó thì ông lấy được bốn rắn mới gặp bên đây. Nó có mấy gầm vàng thì nó còn rồi để. Mấy gầm vàng hả? Ờ ý, con gắn mấy gầm kìa. Đó. Mấy gầm. Đó. Con đó mà nó mổ một phát là đi. Ê, thôi đi, biết rồi. Con Năm chọn vị trí treo lên nhà ha. Gắn bò theo nhà đi chơi. Gắn bò theo nhà. Mày gắn mấy gầm mà ông Năm nó bỏ gắn mấy gầm bò ông nhà chơi. Chịu nổi không? Con này là gặp là thôi chuẩn bị 36 kế chạy là thượng sách. Bay chứ chạy. Đây là cái cây gậy của ông Năm quá. Còn cây gậy cũng đặc biệt nữa nè. Trên cái đầu là ông rồng. Gậy đó, gậy gì? Cây gậy, cây gậy. Trên là ông rồng. Đầu rồng. Cây gậy mà có gì đâu. Đẹp quá ha. 500. Vậy là tất cả các tác phẩm nghệ thuật của cụ Năm là đều được bà con để mắt tới hết. Nhưng trong đây đặc biệt là chỉ có tác phẩm rùa này là được làm từ mai rùa thật đó, và cử động linh hoạt. Đây tác phẩm là đặc biệt nhất. Dạ. chế đó là người ta thật nè, cái này là thật, mai cái mùi đặc hết. Kết nhất là cái này nè. Bây giờ người ta ăn thịt hết đầu cổ. Giống như là một con rùa thật mà đầu cổ đang hết trơn. Bây giờ ông Năm cũng làm đầu cổ khác mà nhúc nhích cũng y như cũ. Dạ nha. Nhưng mà bò không được. Nhúc nhích nó cô bác anh em thôi chứ bò không được. Chị cái rùa này có linh hồn. Tâm hồn nghệ sĩ luôn á cả nhà. Đây. Ông Năm có xài số điện thoại không? Tôi thì không có biết. Dạ, điện thoại. Nhưng mà chú này nó có dạ. Điện thoại ra đây đọc đi số điện thoại cho em đi rồi em đưa lên cho ví dụ như ai có muốn mua thì điện cho chú tới đây ghé mua để giúp cho mà. Không biết số luôn hả? Biết nhưng mà đều xin mời đọc đọc đi, đọc lớn, đọc trong video luôn đi, đọc số lên. Mày ơi, hiền cái nỗi mà không có biết cách bấm số luôn không? Không biết bấm cái số luôn mà chú có nhớ số không? Số 36 đuôi. 36. Nhớ hết cái con dãy số của mình không? Không. Mày ơi, xài số điện thoại không nhớ số luôn. Thôi bây giờ để nhá số qua bên cái máy gọi vậy là điện là số em của anh. Dạ dạ. Ồ hiền tới nỗi mà số điện thoại không biết đường kiểm tra luôn. Bấm qua đi, bấm qua số cho em đi. Chưa? Không, chưa thấy đổ chuông. Còn tiền không? Còn. Kìa. Có ông nội nói gì nữa. Có lộng không? Để em bấm lại. Cầm giờ mình đọc số để chúng ta liên hệ con trai ruột của ông Năm nha. Đây quý vị. 0888105236. Bị ao nét nói không rõ. Rồi chúng ta để bước chân miền Tây sẽ đưa cái số đó lên màn hình. Mọi người có nhu cầu mua tác phẩm của ông Năm thì gọi cho con trai ruột của ông Năm trực tiếp ha. Rồi hỏi đường hay gì đó thì chú chỉ vô đây. Rồi cảm ơn chú. Còn cảm ơn ông Năm luôn nha. Chúc ông Năm thật nhiều sức khỏe nha. Dạ hy vọng là qua cái video này thì cô chú anh chị các bạn trong nước và ngoài nước sẽ đến đây mua ủng hộ ông Năm thật là nhiều. Dạ. Mua ông Năm thì đâu có đi tới đâu được mà. Dạ mà, dạ mua tác phẩm của ông Năm chứ không có mua ông Năm. Ai có mua thì dạ. Đây chứ còn ông Năm không có đem đi. Dạ. Đi đâu luôn nha. Dạ. Mà lỡ người ta tới đông mấy trăm người rồi làm kịp không ông Năm? Làm cái gì? Làm mấy cái con này nè. Tới một lúc á. Ta xếp hàng từ đây ra tới ngoài đường luôn rồi. Có nhiều lấy nhiều đi. Ông Năm là nó là chất phát, thật thà, khiêm tốn, thấy không? Rất là vui vẻ nữa. Rồi con cảm ơn, chúc sức khỏe ông Năm là nhiều nha. Dạ, dạ rồi. Tụi con chào ông Năm. Cuối cùng dạ. Con cảm ơn ông.